Hiện tại thì mình sống mưu sinh bằng cái nghề chính của mình là đi giăng lưới ở dưới nha. Đi giăng lưới là lưới xong không bài không? Thì mỗi ngày như vậy thu nhập của mình được tầm khoảng bao nhiêu tiền vậy? Nhiều khi thì cũng được 70 ngàn, nhiều khi 100 ngàn, có cái tiền xăng mình tại đây cho bắt đầu mình nhanh thôi. Ngoài sông bự, chứ ở đây mình ngồi được. Đây chào anh chị cô bác, hôm nay mình đã đến nhà của chị Duyên và anh Sang. Thì hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi nhưng mà sống về nghề giăng lưới bắt cá ở dưới sông. Thì chị cũng tật nguyền bị liệt hai giò, còn anh Sang thì bị một giò. Như hai vợ chồng còn có một giò một à. Đi hàng ngày là đi xuống sông, đi xuồng rồi giăng lưới kiếm cá ăn sống hàng ngày, thu nhập được ngày 30-40 ngàn. Giờ mình đến đây mình quay gia đình của anh chị để đưa lên cộng đồng mạng, nếu mà ai có lòng hảo tâm giúp đỡ được anh chị phần nào là phần nấy. Anh Sang, anh giới thiệu tên của anh về mình, năm nay anh họ gì, tên gì đó, đầy đủ, tên đầy đủ luôn á. Năm nay nhiều tuổi anh giới thiệu? 25 tuổi. Nguyễn Văn Sang, ông Nguyễn Văn Sang. Sang, còn chị Duyên. Chị Duyên hôm nay là Phan chị Duyên. Dạ. Yeah. Năm nay 49 tuổi. 49 tuổi. Dạ. Thì coi hoàn cảnh của anh chị như thế nào để đưa lên cộng đồng mạng để cho bà con khắp nơi đỡ biết. Ví dụ mà có thấy hoàn cảnh anh chị khó khăn, tật nguyền, vô giúp được anh chị phần nào thì đỡ phần nấy. Tụi em thì chủ yếu là đi quay để tìm hiểu những cái hoàn cảnh gia đình của anh chị. Chị là chị Duyên, anh là tên Sang. Chị bị bệnh hai cái giò này là hồi từ lúc nào chị? Mẹ nói là đó sinh ra thì chưa có, mà sợ khoảng 2 mà tuổi rồi bệnh hồi đó, bệnh bị bệnh hồi đó mình thiếu thuốc á. Vậy là từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Còn anh sao? Cũng bị bệnh luôn. Dạ. Đó là cảnh khổ, về mua than cũng được 2 lần. Vì là anh chỉ còn có cái giò là mạnh thôi. Dạ, còn cò tới cò lui. Còn chị là 2 giò đi không được luôn. Không lớn luôn. Bò không. Vì là 2 vợ chồng chỉ có 1 cái giò một hả? Có 1 giò một à. Qua nói. Dạ. Hiện tại thì mình sống mưu sinh bằng cái nghề chính của mình là đi giăng lưới ở dưới nha. Đi giăng lưới là lưới xong không bài không? Thì mỗi ngày như vậy thì thu nhập của mình được tầm khoảng bao nhiêu tiền vậy chị? Nhiều khi thì cũng được 70 ngàn, nhiều khi 100 ngàn, có cái tiền xăng mình tại đây cho bắt đầu mình nhanh thôi. Ngoài sông bự, chứ ở đây mình ngồi được nhanh đâu có được đâu. Nếu mà trừ hết mấy chi phí luôn thì một ngày chỉ còn lại đâu được nhiêu nữa vậy? Ít triệu, không có hết được nhiều, ít triệu mà đủ sống qua ngày. Rồi nhiều khi bà con đó, nhiều khi đó cũng có cho gạo mình ăn, thành ra mình mới có cái giáo đầu dễ gì có mà sống đi qua ngày cũng giờ mấy mà cô bác người ta cho, ta cũng đem đi tới nhà cho, chứ mình đi xin cũng không được nữa. Tôi nghĩ tôi đem lại tới nhà không có đi đâu chứ không đi được mà. Tới gặp cũng gì đó, gặp ta cũng có đem lại tới nhà cho. Quê của mình là gốc ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Mà hiện tại là ở đây mình còn người thân hay là này còn kia mẹ, vậy? Còn mẹ trên mẹ. Dạ, tám mấy tuổi rồi. Tám mấy tuổi rồi, ba nuôi gì nói dạ. Vậy còn có mình anh bà bác với anh chị đây thôi. Còn quê chồng mà bên Minh Nhân Mỹ xa. Dạ. Bên bản hoàn cảnh cũng nghèo, hộ cũng còn nghèo đó đó. Dạ. Anh Sang năm nay nhiêu tuổi anh? 35. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay chị tới 40 mấy tuổi.
Thì nay có cô đây là hàng xóm này, nhờ hỏi cô đây, cô giới thiệu sơ về hoàn cảnh anh chị thì... Em với anh Hùng có đi quay hai cô chú ở trển, thì chị cũng có nói là ở đây có gia đình của anh Sang, chị Duyên nè, thì có hoàn cảnh là hai anh chị chỉ như mình nói như hai người bốn cái chân, nhưng mà giờ còn có một cái chân một à, nói thì ở sớm về người thấy hoàn cảnh khổ vậy đó, thấy hai người còn có một cái chân ba bốn cái, còn có cái một thì thấy khổ, đi bằng gì cũng được, chơi xuống xuồng câu lưới quanh năm tháng thấy khổ rồi giới thiệu cho mấy anh mày giúp đỡ cho hai chồng của tôi. Chị ở đây thì chị gần gũi cũng sớm với anh, thì chị thấy hoàn cảnh của anh cũng rất là khó khăn phải không chị? Thì bởi vậy thấy khó khăn mà mình giúp không được thì mình thấy giúp được cái gì thì giúp. Trời ơi, sao đâu không cho anh đi xuống xuồng, đi tới sáng thì chị nhiều hoài với đường xa quá. Sáng là đi sớm hả anh Sang? Sáng đi làm sớm hả? Nhiều bữa đi 4 giờ tử rồi nặng chạy. Bữa trời, 7 giờ, 8 giờ cũng có, bữa gì 4, 5 giờ sáng đi cũng đúng. Rồi mình đi làm gì tới khoảng mấy giờ mình mới về lắm? Có khi 3-4 giờ mình ra hết nước mình đi về. À. Có hôm qua về cái tới 5 giờ mấy, 6 giờ nghe ổng nói mới ảnh lại thì mưa quá đi về. Trước nè. Qua tới lại đây rồi cho bà hay, mà ngập mưa quá trời mưa, mưa sao đi được. Tới chiều tới mưa, mưa tới tối luôn á. Chắc không có mưa hôm qua về đó tới hù luôn đó. Mưa tới tới hù lạnh cái nhức đầu quá tới chưa đụng nó nằm. Lâu thì đã bị hai chân bị có tật đó các bạn nếu có vào xem thì nhớ ghé ủng hộ cho anh chị để vượt qua khó khăn. Có xài số điện thoại hả? Vừa chút cho xin số điện thoại thì để... có gì mình trao đổi qua lại, có ai hỗ trợ gì đó mình trao đổi cho dễ. Xin số điện thoại mình dạ thôi mày tao tôi thì lết không mọi người. Anh Sang sử dụng con giò một mà cò không à? Cò không à? Ờ anh không đi tó được sao? Không không bị gì không cò không chị tới luôn cò không. Sao anh Sang anh không dùng cái tó đặng đi dễ đi có mà gặn đây đi cò tôi lên cho bà và vợ cái bên không có đâu đi sao vậy vậy mẹ đi coi chờ đây vòng nó đây vòng không chắc ổng đi đâu sao để vòng vòng không có đi bỏ anh đi xe đò tao chở tới nhà thôi không có đi đi chơi đâu đi vòng vòng đó. Giai cảnh của anh Sang và chị Duyên, chị kể sơ lược về cái hoàn cảnh của chị của anh chị giùm cái nói chuyện qua này nói rồi nói hoài vậy dạ. Thì ở xóm kiểu thấy hoàn cảnh hai chồng khổ vậy đó, đi dân lứ, dân mà quanh năm cũng phát với xuồng á. Có hai chồng có một cái giò một cái thấy tội nghiệp rồi. Theo như chị thấy thu nhập của anh chị là thấy đỡ không hả chị? Thì hai chồng bằng ngày nào sống ngày nấy thấy dư giả gì đâu, ngày nào cũng đi chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn chị. Em đưa theo lên cộng đồng của em thôi. Theo như anh thấy là gia đình này là sống hồi đó giờ là nghề dân lứ này là có thu nhập có đủ sống không? Không, nghề dân lứ hồi đó giờ ngày nào không luôn đủ đâu. Bữa khi là 50.000 bỏ xăng cổ ra rồi. Bỏ xăng cổ còn 20-30.000. Khi bữa được không có cắt nào đi lộ. À. Còn bữa khi được 10kg, 7kg còn có lời. À. Xăng mắt thì đâu luôn. Là anh ở đây anh thấy là hai chồng này là rất khổ luôn. Rất khổ lắm. Không có anh em chứ. Không, không. Hai chồng giống như cô lập vậy. Cô lập luôn. Bà già tám mấy tuổi rồi. Rồi bà mẹ tám mấy tuổi vậy ai nuôi? Bà hả? Bà ở vòng vòng rồi có nhà này nè. Dạ. Người nào thư bà hiện khô như đất vậy. Rồi ở xóm này cũng giúp đỡ cơm nước. Cơm nước cho ăn gì ăn mấy. Dạ. Còn hai người con thì sống tự lập ở dưới sông. Xong, đi tới hù mới về đó. Nhìn chút quanh quay luôn, mẹ con nó đừng... Là sáng đi tới tối mới về. À, đây. Hiện giờ cái người mẹ là ở chỗ nào anh? Mẹ thì... Anh ơi, có thể dẫn em đi không ạ? Anh chỉ có một người mẹ tám mấy tuổi rồi mà, sống cũng một mình, không ai nuôi, cũng nhờ
cuộc sống nhờ cơm nước trầm sớm không? Đó, ba tối ngày nào cũng đàn gì đó. Dạ. Nó bây giờ là mấy tuổi đó? Đây là bà mẹ của anh chị Duyên và chị anh Sang. Dạ chào bác. Bác là mẹ của mà chị Duyên. Chị Duyên. Với anh Sang ở dưới nhà dưới làm nghề sống nhân lưới đó. Nhân lưới không ạ? Nó nhân lưới không ạ? Dạ. Nó nhân lưới không ạ? Dạ bác năm nay được nhiêu tuổi rồi bác? 82 tuổi. Dạ 82. Dạ. Hình như bác mắt bác mờ hay gì phải không? Mờ con mờ dữ lắm. Dạ. Dùm con mà không biết con đó. Dạ bởi vì con thấy không mắt của bác đang nhìn con lạ. Dạ. Dùm con không biết con đó. Bà chờ con không biết. Dạ. Con. Cô là mẹ của chị Quyên hả? Chị Duyên. Chị Duyên. Chị Duyên. Chị Duyên. Dạ. Mẹ ruột. Dạ. Còn anh Sang là rể. Sang là rể. Yeah. Hai anh chị là tặc nguyện tặc nguyện hết trơn, hai đứa nó giờ văn lưới ăn không mà sướng mặn nhìn chưa. Văn ngày qua có 2-3 ký cá. Có 2 ký cá. Bà Tiên với bà thứ 3, tụi thứ 4. Nhớ đi thứ 4 nè. Gái tụi đó. Chị bị có tặc hai chân đó hồi nào hả bác? Hồi mà tụi sanh nó mới có 6 tháng à. Nó tặc luôn tới giờ đó. Bà năm nay bà 57 rồi. 57 tuổi. 6 tháng mà 57 rồi. Chị 57 tuổi hả? À, 57 tuổi tuổi thìn. Mà mới nãy hỏi chị, chị là chị 49. Ôi, chị lộn rồi đó, tôi vừa 53 rồi nè, chị 57 rồi. 57 tuổi thìn. Vậy là chị quên. Chị quên rồi. Tuổi mình mà quên luôn. Vậy là anh Sang chỉ 35 tuổi ha. Ừ. Vậy là chuyện tình của anh chàng trai 35 tuổi với cô nàng 57 tuổi. 57 tuổi. Dạ. Vậy là chị Duyên lớn hơn anh Sang tới 22 tuổi. Đâu? Ông tuổi cọp mà. Tuổi cọp á. Cọp bốn mấy rồi. Anh à, anh tính đi. Sao nãy mà. Sao nãy hỏi anh nó có 35 à. Ba lò ổng thình mà. Dạ. Anh Sang 35, chị 57. Vậy là lớn nhỏ hơn 22 tuổi. Dạ. Ừ, tuân khỉ chị tuân rồng đây nè. Anh chị hai người kết hôn sống lâu chưa? Lâu rồi. Năm nay cũng hơi lâu rồi đó. Dạ. Quên rồi. Dạ, dạ. Quên con ơi. Vậy là anh chị Duyên với anh Sang là không có con luôn hả? Không có con, bị là nó cái gì u nang cái gì đó mổ rồi tới giờ không có mổ. Dạ. Không kinh kỳ chứ anh vậy. Mổ cũng mấy chị, năm rồi mẹ. Chị lớn hơn anh 22 tuổi. Mổ lâu rồi. Lớn hơn 22 tuổi. Mà văn lưới bắt cá ngày gì được có 2 ký cá lỗ tiền xăng luôn rồi. Đi ra tới sông cái ngoài à. Ra chơi sông cái đó. Đi xa quá xa mà bắt ít cá thì làm sao sống. Chị là em của chị Duyên ha. Ừ, em thứ tư. 53. Chị 53, chị 57. Ừ. Vậy là bác sống chung với Út ra, Út bánh ra. Chị Út bánh. Chị Út bánh muốn mấy rồi đó. Chị Út tuổi. 42 tuổi. Tuổi con tuổi gì? Có mình gia đình mình có làm ruộng hay là rẫy không bác? Hả? Út chị còn có nhiêu đất. Con trồng đó. Con trồng đất mà nè. Dạ. Con tôi nó cũng cố rồi chú ơi. Dạ. Dạ, dạ có mặn chứ. Con có mặn công ruộng nào đâu, nó sửa còn sản nhỏ luôn, hai bao chồng. Đi mốc lúa đây nè. Hai chồng nó có mặn chứ. Chồng con đi vợ bỏ nó rồi chú ơi. Dạ. Bỏ đi nó rồi. Thì hồi sớm giờ mình cũng quay về gia đình của anh Sang và chị Duyên. Anh Sang năm nay thì 35, còn chị Duyên là 57. Vợ chồng cách tuổi nhau 22 tuổi. Chị Duyên lớn hơn anh Sang 22 tuổi. Mong gia đình khó khăn, văn lưới thì có bữa không. Ngày kiếm 20-30 ngàn, có bữa không có tiền luôn. Cho nên mong mọi người mạnh thường quân, ai có lòng hảo tâm thì đến giúp đỡ cho anh Sang và chị Duyên. Mình có để số điện thoại trên màn hình, anh chị em cô bác nào thí dụ như có giúp thì cứ việc điện cho đến nói chuyện với anh Sang và giúp đỡ cho anh Sang. Cảm ơn mọi người.